giấc mơ về gia đình người yêu, cũng như bao giấc mơ khác, giấc mơ thấy gia đình người yêu cũng ẩn chứa nhiều điềm báo. Đó có thể là những điều may mắn hoặc không may mắn về tình duyên, công danh, sự nghiệp, vì vậy, để luận giải, người nằm mơ phải nhớ cụ thể nhất về bối cảnh và diễn biến. Ngủ mơ gia đình người yêu bị tai nạn, giấc mơ này cho biết người nằm mơ sắp nhận được một khoản tiền lớn. Số tiền này có thể đến từ nhiều nguồn khác nhau, đặc biệt, số tiền này còn mang lại may mắn cho bạn khi chơi xổ số hoặc khởi nghiệp. Giấc mơ thấy mình trước mặt gia đình người yêu là điềm báo không tốt. Vì vậy chủ nhân của giấc mơ cần phải cẩn thận trong mọi việc hay kế hoạch. Giấc mơ này là dấu hiệu cho thấy bạn chưa sẵn sàng cho công việc và không thể hoàn thành đúng thời hạn. Mơ thấy mình đi ăn cùng gia đình người yêu cũ. Chiêm bao thấy mình ăn cơm cùng gia đình yêu là một giấc mơ tốt báo hiệu. Đây là điềm báo công việc của bạn bù lại sẽ thấy nhiều lợi nhuận, được tăng trưởng, thăng chức. Nằm mơ thấy gia đình người yêu hiện tại. Giấc mơ gặp thấy gia đình người yêu cho thấy mối quan hệ giữa bạn và người yêu đang xảy ra những xung đột và ngăn cấm từ phía người lớn. Lời khuyên cho bạn hãy tâm lý, quan tâm và chú ý đến cảm xúc và ý kiến của người mọi người hơn. Mơ thấy ra mắt gia đình người yêu mới. Ở trường hợp ngược lại, ý nghĩa của giấc mơ cho thấy bạn đã rất sẵn sàng cho một cuộc hôn nhân. Bạn cảm thấy tự tin với nền cơ sở mình có để chăm lo cho người tình và sẽ là người vợ trong thời gian sắp tới. Đây là điềm báo tốt đẹp. Hãy cố gắng hơn để vun đắp hạnh phúc của mình bạn nhé. Mơ thấy gia đình người yêu đánh con gì? Mơ thấy gia đình người yêu bị vỡ nợ, cặp số may mắn là 11, 37. Chiêm bao gia đình người yêu cũ tự tử, con số tài lộc chính là 87, 28. Mơ thấy gia đình người yêu bị công an bắt, đánh ngay 83, 38 để trúng lớn. Mộng thấy bản thân và gia đình người yêu cãi nhau, thì con số may mắn nhất là 88, 27. Nếu cô giáo không mặc nội y khi đến trường thì cặp đôi tên bạn là 29, 10. Ngủ mơ gia đình người yêu tổ chức đám cưới cho mình, đánh ngay con 09, 19 để trúng lớn. Mơ thấy con chó của gia đình người yêu, con số may mắn khi chơi lô đề là 66. Mơ thấy người lạ bị gia đình người yêu khởi kiện thì đánh ngay cặp song thủ lô 54. Mộng thấy gia đình người yêu đi trượt tuyết, đánh ngay 24 để trúng lô. Trên đây là những giải mã điểm báo. Con số may mắn cho bạn qua giấc mơ của mình. Nếu còn bất cứ thắc mắc gì hãy để lại comment để được hỗ trợ nhanh nhất bạn nhé. Ngoài ra, bạn có thể truy cập ngay giải mã giấc mơ toàn tập để xem được hàng ngàn các giấc mơ được giải mã bởi chính các chuyên gia nhé. Chúc các bạn may mắn.